À thì mình chỉ cho em cách cài đặt app Lala để nhận cuộc. Bữa giờ mình làm clip mà mình chưa có hướng dẫn anh em gì hết. Trước tiên thì chúng ta sẽ mở app Lala lên. Đó, khi nào có hiển thị làm việc ở đây thì là bật app rồi đó. Thường thường thì app Lala mình mở app lên là tự động nó sẽ bật online luôn. Tự động bật để làm việc nhận đơn luôn. Đây có chữ làm việc ở đây. Mình bấm vào mục tài xế. Đây thanh chất lượng của mình là trung bình. Hiện tại thì mình được 54 yêu thích, 54 lượt đánh giá 5 sao đó các bạn. Đó, số sao là 4.88. Sau đó mình vào cài đặt này. Mình vào cài đặt. Ngôn ngữ tất cả mọi thứ đều mặc định hết. Nếu các bạn muốn chụp màn hình, lắc để chụp màn hình thì các bạn sẽ gạt đây, bật lắc để chụp màn hình. Bây giờ mình sẽ lắc cái chụp màn hình cho các bạn nhé. Đó. Lala thông báo là tôi có cần chụp màn hình không thì bấm xác nhận là có, đã chụp màn hình rồi. Và khi nào mình không muốn chụp màn hình á thì mình vào cài đặt. Mình bấm tắt lắc chụp màn hình. Mình không tắt đi là không, mình không tắt đi là Lala thông báo suốt. Lắc cái nó thông báo, nó giống như kiểu thông báo rác vậy đó. Rồi, cài đặt mọi thứ mặc định các bạn nhá, không cài đặt gì hết, mặc định hết. Trong vuốt thôi. Chúng ta nếu chúng ta không vuốt là chúng ta sẽ không có nhận được đơn hàng mới. Vuốt là reset lại cái màn hình. Những cái đơn hàng nào mà khách vừa đặt cái nó sẽ hiện app của mình. Thì lúc đó mình mới giật mới kịp được. Mình không vuốt là đơn hàng sẽ hiện lên app mình là những cái đơn ta sẽ đã nhận rồi. Còn mình vuốt này, mình mới giật được nhanh này. Lala đây, trời mưa mới hiện đơn đây. Ta sẽ tắt app rồi mới hiện đơn đấy. 41.000, 46.000. Cách bao nhiêu cây? Chưa biết cách bao nhiêu cây. Đang xử lý. Mình bấm vào cái đơn bên dưới xem. 46.000, cách ghi chú là 6 thùng. Có cái baga không ghi 6 thùng gì. Đã có người lượm rồi. Còn nếu không phải 6 thùng bia thì là lớn rồi. Anh em tài xế thấy giá tiền 46.000, nhắm mắt lại giật, không đọc ghi chú, giật xong làm được gì các bạn nhé. Rồi, một đơn tiếp theo hiện lên, hai đơn hiện lên. Theo như bản đồ chỉ thì cách mình có 500m à. Thành Xuân 47. À, thank you anh nhé. À, chúng ta lấy những cái đơn hàng mà không có ưng tiền thì rất là nhanh anh em ạ. Cho dù người nhận có đặt đơn thì mình liên lạc với người gửi thì họ đã chuẩn bị hàng xong rồi thì nó nhanh. Còn nhiều lúc người nhận đặt đơn bên người gửi hàng hóa chưa chuẩn bị xong, mình tới mình phải chờ. Thì những cái đơn hàng đó anh em mà xui xẻo thì mới nhận được những đơn hàng đó thôi. Thường thường bình thường thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Hàng không có tiền, đi nhanh, thao tác nhanh, không cần hỏi nhiều. Đơn này thậm chí mình không cần gọi cho người nhận luôn. Tại vì người nhận là người đặt đơn. Họ nhận, họ đặt đơn là khách đã chủ động rồi. Khách chủ động đặt đơn, họ chủ động, họ ghi địa chỉ rõ ràng rồi. Mình không cần gọi cho người nhận. Tùy đơn mà mình gọi anh em nhé.